cảm ơn bác ạ. Con xin phép được hỏi câu thứ 12. Người tu thiền quán được trợ đạo thành công thì sẽ được thành gì theo từng phép quán của 37 phép quán trợ đạo thưa bác? Thí dụ bây giờ con quán từ bi đi. Con ngồi con quán từ bi, tự nhiên cái con người con nó phát ra cái nó thương người trùm khắp á. Con không còn con nữa, nhớ nhớ, con không còn con nữa. Ai thập loại thánh nó vô, nó nhập con, nó làm cho con cái con người nó vui rồi nó từ bi, con có thể là bán nhà cho người ta luôn. Mới từ bi thương người mà, ai khổ bán cho hết. Đó. Đó thì bác chỉ nói sơ cho con hiểu như thế. Có bất cứ người nào muốn từ bi đi, ra đường thấy ai cũng thương hết. Gặp cái người kia nói giờ lão không có tiền rồi có nhiều móc cho hết. Bán từ bi mà. Thấy không? Rồi gì nữa hỏi đi.